Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Hiện tại bây giờ là đang 12 giờ khuya và ngày hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ sống trong thế giới của không phải. Vô đây mình sẽ nói cho các bạn nghe. Hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ sống trong thang máy của Doors 100 cánh cửa ma ám nha các bạn. Mà ngày hôm nay không chỉ riêng một mình thử thách đâu, mà còn có 500 anh em cùng tham gia thử thách cùng với mình nha các bạn. Tại vì ở trong cái khách sạn ma ám này mình rất là sợ, tại nó có tiếng gì ghê các bạn. Lâu lâu có người gõ cửa, rồi lâu lâu có mấy tiếng ghê lắm các bạn ơi. Nên mình cần phải rủ 500 anh em vào trong đây thử thách 24 giờ nha các bạn. Rồi không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ tụi mình let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách 24 giờ ở trong thang máy của 100 cánh cửa ma ám Doors. Thì bây giờ mình đang có mặt ở đây nè các bạn. Cửa thang máy mở ra là một thế giới khác các bạn à. Các bạn thấy chưa? Mình có thể bắt con cua ở trên trời nè. Nhưng mà những cái thứ bắt con cua ở đây toàn là đồ của Doors thôi các bạn. Wow, yes, mình bắt con cua thành công rồi. Cửa thang máy đóng lại rồi các bạn ơi. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem thời gian tiếp theo cánh cửa mở ra sẽ có gì ở ngoài nha các bạn. Ở đây hiện tại là hồi nãy cái này là tầng 37 các bạn. Tầng số 15. Nên là bây giờ á là mình phải cố gắng xem như thế nào nha các bạn ơi. Hồi hộp quá. Thời gian chỉ còn 5 giây nữa cánh cửa này nó sẽ mở ra và điều gì sẽ xảy ra với tụi mình đây? Để xem coi nha các bạn ơi. Wow, cửa mở rồi. Chúng ta lại quay trở lại với cái chỗ gọi là lobby của Đo nè. Wow, ui lava các bạn à. Giờ làm sao đây? Có đường bên này nè, có cái nắp màu đỏ. Ôi, what? Wow, cái gì đây? Bắt con cua nữa à? Bắt con cua các bạn ơi. Chuẩn luôn, phải không? Bắt con cua kiểu này hơi căng rồi nha. Đúng rồi, bắt con cua các bạn ơi. Yeah, mình chắc... Ui, nước kia, nước lũ dâng cao. Chạy thôi con ơi. Yo, gì giờ sao đây? Bấm nút các bạn ơi. À, nó cho mình đường nè. Nhanh. Bấm cái nút này. Ui, mình đang leo lên các bạn ơi. Nước lũ dâng lên cao lắm rồi. Trời ơi, có kịp không? No, vậy mà vẫn không kịp các bạn à. Khó thật sự nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở trong đây á là nó không chỉ có những cái con thực thể đâu mà nó còn có thêm những cái thảm họa nữa các bạn. Ghê chưa? Giờ mới biết luôn các bạn. Mình đang mong chờ sẽ gặp được những cái thực thể nào đó xịn xịn các bạn ơi. Ủa, what? Mình VIP quá, nó tặng cho mình luôn cái này nè các bạn. Đây là một cái huy hiệu, một cái cúp dành cho những người gọi là đẹp trai, gọi là chơi game giỏi nữa các bạn. Wow, mình được luôn, mình chưa kịp mua đồ nữa, nó đã gọi là làm gì rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mua một cái bánh pizza các bạn ơi. Chưa kịp mua đồ nữa đây, có một cái bánh pizza để ăn nha các bạn. Rồi từ từ các bạn ơi. Ô, mình nè các bạn. Chào mừng bạn đến. Mình tưởng, ui, what? Mình tưởng này là Ohio nhưng không phải các bạn, nó là Ohio. Vậy hồi nãy lúc đầu mình lầm rồi các bạn ơi. Giúp tôi không thể trốn thoát. Wow. Cái gì đây? Amber chạy ghê vậy, nhưng mà nó không vô được thang máy này các bạn. Mà mình đứng đây mình cũng không bị gì, tại biết sao không? Mình đứng im à. Trong đây có gọi là nó không bị làm sao hết bạn. Hên quá. Đây, cúp dành cho người đẹp trai nè các bạn. Rồi, ở đây có một bánh, ăn thử coi. Ô, mình ăn vô không mắc các bạn ơi. Nếu ăn vô không mắc thì mình sẽ mua một cái hamburger nữa. Đấy. Mua một lon nước ngọt nữa. Ý, con phiêu ghê kìa. Hình như nó định cho mình cái gì các bạn ơi. Ui, nó quăng cho mình hamburger. Lụm. Hamburger các bạn ơi. Hồi nãy mình ngẫm xong cái gọi là những cái gì, cái cúp của mình đồ nó biến mất hết rồi. Wow, không ngờ con Figo Ghe này tốt đến vậy luôn bạn. Thấy không, nó tốt vậy mà có nhiều bạn nói nó xấu lắm, nó độc ác lắm, có đâu. Tốt lắm các bạn ơi, nó cho này, nó phát cho mình mưa hamburger luôn rồi các bạn. Trời ơi, các bạn nhìn hamburger dưới của mình kìa. Một rừng hamburger luôn. Quá đã luôn các bạn ơi, cái này lụm quả cũng hết rồi. Ngon lành, bây giờ mình đã có rất là nhiều hamburger nè. Nào bạn thấy không, quá trời luôn nè, ăn miếng coi. Ăn không hết nha các bạn, hình như cái này là hamburger vĩnh cửu luôn cho nên ăn không hết. Wow, đã thiệt các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Làm ơn cái con thực thể nào xịn xịn xuất hiện cái để tôi gọi là cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Các bạn có nghĩ là ở trong thang máy này mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi không? Ủa gì đây? What? I love hat. Hat là con nào? Nó mất tiêu rồi, đi đâu rồi? Ơi mình đi ra không được. Ui, come here, con sick. Gọi xong tên niên nó luôn.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Con xích nó đứng ở đó thì làm sao mà chạy được. Rồi thua luôn. Để mình xem coi ở đây. Ở đây á, người ta có một triệu mấy người đã từng tham gia thử thách này rồi các bạn. Ghê chưa? Wow. Và hiện tại là có 330 mấy người tiếp tục thử thách nữa. Tiếp tục nè các bạn ơi. Cửa sắp mở rồi. Cái phòng này sao nó rộng vậy? Ra được không? Ui mình đi ra được nè. Nhưng mà khoan nha, cái phòng nó rộng như thế này là chắc chắn có... Ui cái gì? Mình hiểu rồi. Đây, nó sẽ, cái đồ nó sẽ gom lại và nó đẩy mình các bạn. Nó sẽ ép mình vô một chỗ. Mình chưa kịp làm cái gì hết mà nó bị như vậy rồi. Cay quá trời quá đất luôn các bạn. Thiệt tình luôn á. Tại vì mình chưa biết là nó sẽ xuất hiện ở những cái gì. Đây là lần đầu tiên mình tham gia thử thách này luôn. Wow. Nhưng mà buồn quá. Tham gia thử thách mà mấy bạn gọi là 500 anh em trốn hết rồi. Giờ sao mà thử thách được. Buồn thiệt chứ. Tụi nó sợ các bạn. Tụi nó vô đây nó gặp mấy con thực thể nó sợ. Làm bây giờ mình thử thách một mình luôn mới buồn chứ. Let's go nha. Vô. Wow. Cái này hình như là... Ủa không phải con xích. Mình nhìn giống con xích mà không phải cái gì đây. I like this game. À bạn nói bạn thích cái game này. Rồi sao nữa? What the... Oh no, virus à. Ui. Rách hảo hán đúng không? Con này là rách hảo hán đúng không? Rồi xong cái cửa đó con rách hảo hán. Ôi rồi. Con rết nó đuổi theo thì ối giời ơi luôn các bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp thanh niên mở cửa ra thì gặp rách hảo hán các bạn à. Đúng không? Có cái tên rách đúng không các bạn? Bỏ tay luôn rồi. Rồi tiếp tục thăm mình đợi tiếp tục nha các bạn. Để xem coi như thế nào nè. Đứng sát vô cái chỗ này nè các bạn cho nó chắc ăn. Nếu mà lỡ thực thể nó có xuất hiện á thì nó không có làm gì mình được hết. Ủa? Cái chỗ này sao nhìn quen vậy? Rồi. Thanh niên bị con xích đuổi theo nữa. Trời ơi cái thanh niên này. Mà sao con xích nó lại đuổi theo cái chỗ này ta? Đây con xích này các bạn. Ui nó đuổi theo kìa. Wow. Ui nhưng mà khoan. Hồi nãy thanh niên kia bay mà chứ không phải đi bộ đâu. À gian lận đúng không? Bị con xích nó phát hiện. À đúng rồi. Cái đó là gian lận các bạn ơi. Chứ không phải là nó thích cái chơi cái này đâu. Mà nó thích gian lận trong game. Trời ơi, vậy thì còn vui nữa. Mình mới tới tầng thứ 3, bạn ơi, nó mới reset. Oh no! Amber, Ace, Figure và Six. Wow, đừng lại đâu kìa. Hello. You know the rule and so do I. Ủa gì đây? Say goodbye à? Ủa, khoan từ nha. À, cái này là cái ông nào vậy trời? Cái ông nào mà ông làm cho mấy cái gọi là ha, mấy cái con thực thể nó biến mất vậy? Chắc đó là chùm cuối các bạn. Mình sẽ cố gắng vượt qua cái chỗ này. Hồi nãy mình thua hết lần rồi. Cố lên. Rồi. Bấm nút các bạn ơi. Bấm nút bên này. Đừng bấm nút bên đó. Bên đó nó đóng cửa lại các bạn. Mình sẽ bấm nút bên này nha. Rồi bấm nút này. Này các bạn nhìn này nha. Cửa bên đó sẽ đóng lại nè. Đó thấy chưa? Thanh niên sẽ bị nhốt lại các bạn. Đó. Thấy không? Mình nói có sai đâu. Ở đây nói chung là rất khó. Ủa sao nó bay qua được vậy? Ơ. Sao tụi nó bay qua được? Nhanh. Nó qua được kìa. Phải có chỗ nào trốn hay gì chứ. Đúng không? Chứ lava mà nó lên là tụi mình không thoát được đâu. Oh no. Vô đây được không ta? Vô đây được nè. Trốn đây nè mấy đứa ơi. Trốn vô đây nè. Ui. Ủa không. Ui trốn vô đây được nè. Vậy là trốn vô cái cửa đó được các bạn ơi. Vậy hồi nãy mình trốn vô chính xác rồi. Mà mình hơi bị ngu người là mình chạy ra. Úi giời ơi ngu người thật. Không sao. Vậy là mình cũng đã biết chỗ thoát rồi. Vậy là coi như là mình đã thoát được cái màn này rồi nha các bạn. Hình quá hình. Ui vậy. Ui nào xì hơi vậy. Ý. Xì hơi thúi thiệt các bạn à. Ui đứa nào nó xì hơi các bạn ơi. Ui. Ui giời ơi gớm quá. Thiệt tình luôn các bạn. Chơi kỳ cục các bạn ơi. Rồi từ từ mình sẽ gọi là đi lại đây. Mình biết cách thoát rồi. Cố lên. Đây, đóng cửa lại nè. Thanh niên kia cứ vô đó nó bị đóng cửa lại nè không. Vô đó làm gì cho bị đóng cửa lại trời. Rồi xong một đứa bị rớt rồi. Vô anh quá rồi. Bây giờ là mình sẽ trốn vô trong cái chỗ nào ta. Chỗ này đúng không. Đây vô đây. Yeah, mình chạy nhanh rồi các bạn. Chạy nhanh nè. Quê. Ui. Trời ơi nó xì hơi trong đây thúi thiệt luôn. Đi ra ngoài vô lại. Gớm quá bạn. Mấy này kỳ cục ghê. Hồi nãy hết lần bây giờ hai lần rồi đó. Quá tam ba bạn nha. Xì hơi lần nữa là anh không cho chơi chung đâu đó. Ui cẩn thận em ơi. Đấy thoát rồi. Yeah thanh niên đứng nhảy các bạn. Vui ghê. Rồi thoát. Thấy chưa hồi nãy là rõ ràng mình đã thoát được. Nhưng mà vô tình mình chạy ra mình đụng lava thôi. Yeah thoát được cái cảnh này là mừng rồi các bạn ơi. Ngon lành. Vậy là chúng ta đã thử thách 24 giờ trong đây quá là dễ dàng đúng không bạn. Ngon lành canh đào. Còn bạn này nhảy gì đây. Lần nữa nha. Mở cửa ra nào. À cái này là. Đây các bạn thấy cái chữ không. Pro Gamer
rồ cái gì. Cái này là ăn gian biết bay nè. Rồi thôi, vậy là chúng ta đã cùng nhau thử thách 24 giờ gọi là sống trong cái thang máy của 100 cánh cửa ma ám Dust. Và mình đã cố gắng đã vượt qua được khá là nhiều cái nha các bạn. Rồi và cảm ơn xem video này, và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để xem comment cao nếu bạn fan chính ủng hộ mình nha. Rồi thôi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.